Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Một sở thị Suzuki Quiz 2022, một cái dòng xe thể thao siêu tiết kiệm nhất đến từ Nhật Bản. Cái mẫu Quiz 2022 chắc chắn sẽ khiến cho nhiều bạn không khỏi hào hứng và đối thú với những trang bị chất lừ mà em ấy đang sổ. Một cái điều đặc biệt là trang bị xịn sò ấy đã nằm trên một cái thân hình nuột nà đẹp không góc chết. Nó được chăm chút bởi những nhà thiết kế hàng đầu của nhà Suzuki. Kiểu dáng Quiz 2022 được ấn định theo phong cách thể thao chất chơi. Cái chiếc Suzuki Quiz 2022 tuy chỉ là một mẫu xe tay ga đô thị với một cái lối thiết kế đề cao có tính gọn gàng và nhỏ nhắn để có thể chúng ta di chuyển một cách linh hoạt trong những cái vùng nội ô thành phố. Tuy nhiên ngoại hình của nó thì vẫn ẩn chứa rất nhiều cái nét đặc trưng của các dòng siêu mô tô thể thao từ nhà Suzuki như cái chiếc ZX-E1000 hay là Hayabusa. Những nét đặc trưng dễ dàng nhìn thấy nhất khi chúng ta nhìn ngắm chính là cái cụm đèn lái phía trước. Đèn lái của Quiz 2022 là cái dạng đèn lái đơn nằm ngay trung tâm mặt nạ, giống với phong cách của những dòng sport bike nhà Suzuki. Chưa hết, cái cụm đèn lái còn có thêm một cái dãy đèn định vị nữa nhằm tăng thêm cái sự thu hút của chiếc Quiz 2022 khi em ấy di chuyển trên phố vào ban ngày. Tổng thể cái con xe này rất là chất chứa những cái đường nét chắc sẽ vuốt nhọn một cách dứt khoát để trung hòa với cái cụm đèn lái đầy thể thao, tạo nên một cái diện mạo hấp dẫn đỡ bị rời rạc và đơn điệu khi cho chúng ta nhìn ngắm. Phần đèn hậu của Quiz 2022 thực sự nó cũng không đặc sắc và không hề thua kém gì cái phần đèn lái phía trước, cùng với đó là hai cái dãy đèn LED cực kỳ đẹp mắt. Ngay giữa chúng ta thấy cái đèn LED nữa là cái đèn sẽ sáng LED khi người bóp phanh, báo hiệu cho những cái phương tiện phía sau thấy được cái lúc chúng ta cần giảm tốc. Quiz 2022 và những trang bị đặc biệt không quên kể tới. Suzuki Quiz 2022 chắc chắn sẽ đem đến cho người lái quá trình đề máy động cơ dễ dàng và êm ái với một cái công nghệ là Suzuki Easy Start, một công nghệ để đặc biệt xuất hiện trên những chiếc Raider 110 hay là ZX-R110, ZX-S110 nổi bật với những cái thao tác chỉ cần một cái nút nhấn là có thể khởi động được hệ thống đề. Cái mẫu xe này chỉ là một cái dòng xe không thôi, tuy nhiên nó đã được nhà Suzuki ưu ái tích hợp màn hình LCD vô cùng hiện đại. Các thông tin trên màn hình này đều được hiển thị một cách rất chi tiết và trực quan, không mất quá nhiều thời gian của người lái khi muốn tìm kiếm thông tin cần trong quá trình lưu thông. Quiz 2022 nó được tích hợp cái cổng sạc USB ngay vị trí cái cạnh ổ khóa, hốc để đồ cũng rất rộng rãi. Ngoài cái sạc cho cái phần điện thoại thì còn thể sạc được cho những dòng máy tính bảng vì kích thước lớn mà không phải lo lắng chúng bị văng ra trong quá trình di chuyển. Cái mẫu xe Suzuki Quiz này còn tạo cho người lái cái cảm giác thoải mái hoặc cái phần sàn đĩa chân khá rộng rãi, có thể thấy thay đổi được tư thế đĩa chân cho một cái cảm giác đỡ bị mệt mỏi khi chúng ta di chuyển một khoảng đường khá xa. Cái dòng tay ga có một cái chiếc cốp cũng khá rộng rãi nhờ vào thiết kế đặt bình xăng lớn ngay phía trước. Cái cốp này hoàn toàn chứa đựng một cái mũ hiểm lập 3/4 đầu một cách dễ dàng mà còn dư một khoảng trống để ta để những món vật dụng khác nữa. Quiz 2022 ở dùng hệ thống thắng phía trước và cái phía sau là cái thắng đùm như nhiều cái dòng tay ga phổ thông khác. Tuy nhiên cái điều trở nên đặc biệt hơn chính là hệ thống treo cái lò xo trụ đôi chứ không phải lò xo trụ đơn như đa phần các dòng tay ga thường dùng trong cùng một khúc, đảm bảo cái tính ổn định cho cái con xe này khi chúng ta di chuyển ở những giải tốc độ, đồng thời còn có thể điều chỉnh tải trọng theo cân nặng từng người sử dụng. Về cái động cơ của Quiz 2022, Suzuki Quiz 2022 hiện đang mang cho mình cái động cơ là SEB dung tích là 125cc do hãng Suzuki nghiên cứu phát triển. Cái có động cơ này tạo ra công suất 9,4 HP ở ngưỡng tua máy 7.000 vòng trên phút, trong khi mô men sức cực đại là 10 Nm ở ngưỡng tua máy 6.000 vòng trên phút. Cái điều đặc biệt là dung tích nhớt máy của chiếc Quiz 2022 dừng ở mức là 650ml, giúp cho người chủ tiết kiệm chi phí bảo dưỡng trong quá trình vận hành. Về mặt giá bán, hiện tại Suzuki Quiz 2022 đang được rao bán thị trường Đài Loan chiếm mức giá bán đề xuất là 82.800 tân đài tệ, tương đương khoảng 67 triệu đồng khi chúng ta đổi ra tiền Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã giải đáp này. Để tiếp nhớ like, share, subscribe.